Giá 166.000 tính luôn cái phí ship. Thì mình thấy cái đồng hồ này khá là ổn các bạn ha, đồng hồ nữ ha. Đồng hồ nữ. Rồi, mình test nước cho các bạn xem. Video này mình sẽ chuyên test nước, mình test nước. Mình sẽ cho nó ngâm trong vòng 5 phút. Mình sẽ cho nó ngâm trong vòng 5 phút và trong 5 phút này mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái thông tin liên quan khác ha. Mình test. Giờ mình đang cần test nước nè. Mình test nó lâu xíu. Các bạn xem tí thông tin về cái đồng hồ độc ha. Đây. Bạn nào chúng ta có nhu cầu thì chúng ta liên hệ shop ha. Trên Lazada thì cũng là cái tên là đồng hồ độc, không có chấm vn, vậy là đồng hồ độc ha. Mình test đây như thế nào, mình ngâm nó trong vòng 5 phút coi như thế nào ha. Cái cục pin các bạn nha, đây. Pin mình thừa biết và đoán chắc là cái đồng hồ này được làm từ maintainer, còn cái máy thì theo cái thông tin của shop thì nói là máy Nhật Bản tùy thôi, miễn sao dùng ok là được chứ không quan tâm tới việc mà máy Nhật, máy Hàn hay là máy Trung Quốc. Tầm tầm giá này thì phải như vậy thôi bạn nha, ta không đòi hỏi gì hơn được. Nếu chúng ta mua cái đồng hồ 500.000 trở lên hoặc là hàng triệu thì chúng ta quan trọng cái việc mà giá cả. 200.000 trở xuống thì chúng ta không nên quan trọng mấy cái việc đó quá, tại vì với cái sản phẩm như thế này, nếu mà chống nước được như thế này là quá ổn rồi ha, quá ok ha. Rồi,